Xin chào các bạn. Nhiều bạn rất thích điệu ballet và tìm mọi cách học quạt điệu ballet này. Nhưng mà điệu ballet này có nhiều biến thể, và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái biến thể đơn giản nhất và giúp cho ai cũng có thể quạt được. Ballet thường ghi ở nhịp 4-4 nhé. Bước đầu tiên, các bạn sẽ quạt cho mình 4 cái quạt xuống để làm 4 cái nhịp chuẩn của điệu ballet. Đâu nào? 1, 2, 3, 4. Ok, cứ như vậy ha. Bây giờ chúng ta tập cho nó quen. 1, 2, 3, 4. Rồi, đây là bước thứ hai. Khi các bạn đã đánh quen 4 nhịp chuẩn của ballet như vậy rồi, thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ quạt xuống lên xuống tương ứng với 4 nhịp đó ha. Mình sẽ đếm như sau. 1, 2, 3, 4. Xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống. Làm sao cho đủ 4 nhịp. Rồi, tập theo mình lại nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mình quạt cái tay cho nó dẻo dẻo như là cái hành động là đang quạt mát cho mình nhé. Đây là bước số 3, tức là bước cuối cùng. Chúng ta sẽ nối cái xuống lên xuống thứ 3 và xuống lên xuống thứ 4 lại với nhau bằng một cái lên ha. Các bạn làm theo mình thật chậm nhé. 1, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống. Đó, chúng ta chỉ thêm một cái lên thôi ạ. Chúng ta thêm một cái lên thôi. Bắt đầu làm lại nhé. 1, xuống lên xuống, 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 xuống lên xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành điệu ballet trên bài thu cuối nha. Đây là một bài rất là dễ để các bạn có thể thực hành những cái mình vừa hướng dẫn nha. Có lên nào em vội quên đi, có lẽ nào em mang mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng có gì trong tâm trí em. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và cùng tập với mình nhé.